Đêm chung kết cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam Robocon 2016 đã diễn ra vào tối qua tại thành phố Ninh Bình với chức vô địch thuộc về đội LHFF trường Đại học Lạc Hồng. Đêm chung kết có sự tham gia của các đội thi thuộc 4 trường là Đại học Lạc Hồng, Đại học Trường Đại Nghĩa, Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội và Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh. Chiến thắng của đội LHFF đã giúp Đại học Lạc Hồng lần thứ 6 lên ngôi vô địch tại sân chơi Robocon trong nước. Sau chiến thắng này, đội LHFF sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 8 tới. Trong hai lần tham gia gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đều đã giành được vị trí vô địch tại cuộc thi này. Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức.